quý vị và các bạn, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xác định tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản quý, là giá trị nền tảng cốt lõi phải được học tập và làm theo thường xuyên liên tục, trở thành động lực hành động suốt đời của mỗi người, từ đó ngăn chặn đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, nhân lên những hành động đẹp, những việc làm tốt trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong năm 2020, thông qua chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những ghi nhận về phong trào học tập và làm theo lời Bác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, tấm gương tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào. Trong chuyên mục đầu tiên của năm 2020, mời quý vị và các bạn đến với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới cộng đồng, góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống trong dịp cuối năm, hướng tới thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu: dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai ai cũng được học hành. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai những ngày cuối năm đã có hơn 15.000 suất cơm ngon được câu lạc bộ Trái tim nhân ái chuyển tới những bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện trong năm 2019. Vậy nhưng, những suất cơm từ thiện ngày hôm nay lại thật khác biệt. Những suất ăn được bày biện đẹp mắt, tươm tất hơn với thịt gà, giò lụa, giò xào, nem rán, canh mọc, bánh chưng. Với những bệnh nhân đang có mặt ở đây, họ xúc động bởi trong chuỗi ngày chiến đấu chống chọi với bệnh tật, họ được thưởng thức một bữa ăn miễn phí, giản dị nhưng ấm áp với những hương vị ngày Tết. Còn với những thành viên trong câu lạc bộ Trái tim nhân ái thì nụ cười niềm vui của những bệnh nhân nghèo là món quà đáp lại những cố gắng nỗ lực của họ. Bản thân cũng bị tật hơn chục năm. Mỗi năm thì bữa cơm năm nào cũng cơm tất niên thì chúng rất là vui mà cũng phấn khởi, cũng tin tưởng vào cái nhà hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân nghèo, bệnh tật như các chú đây, trẻ thân đây. Cảm ơn. Cứ mỗi vào cái dịp gần Tết Nguyên Đán thì các anh chị lại kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ở trên mọi miền của Tổ quốc chung tay vào để ủng hộ về kinh phí, rồi các anh chị lại đứng lên để tổ chức cho bệnh nhân nghèo có một cái Tết gọi là một bữa cơm tất niên có hương vị của ngày Tết. Có những hoàn cảnh bệnh nhân mà cả một năm người ta không biết một miếng giò như thế nào hoặc là một miếng bánh chưng ra làm sao. Thật sự có những cái bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa người ta rất là khổ. Vậy đây là những cái niềm hạnh phúc đi đã chia sẻ được tới bệnh nhân nghèo vào cái dịp Tết Nguyên Đán này. Không chỉ riêng những bệnh nhân nghèo mà đâu đó trên khắp vùng quê, khắp các bản làng của Lào Cai, những ngày cuối năm khi Tết Nguyên Đán đã cận kề, nhà nhà người người hồ hởi chuẩn bị đón Tết vui xuân. Vẫn còn những mảnh đời thiếu khuyết, đầy thiệt thòi, phải chật vật vượt qua số phận. Chính vì thế, những ngày cuối năm, các hoạt động từ thiện nhân đạo ngày càng diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, để mọi người đều có niềm vui trong ngày cuối năm. Với các thầy cô giáo và các em học sinh ở bản Na Dong, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, niềm vui ấy là những chiếc găng tay, áo ấm và một sân trường không còn lầy lội khi trời mưa bão. Công trình được Bệnh viện Sản Nhi triển khai với kinh phí gần 80 triệu đồng là một trong những hoạt động ý nghĩa tiếp nối chuỗi các hoạt động nhân đạo mà đơn vị đã và đang tổ chức trong thời gian qua. Trong năm vừa qua cũng như là các năm trước, chúng tôi thường Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với Lệ phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện đã kêu gọi từ cán bộ nhân viên trước bệnh viện và các nhà hảo tâm để có những cái bữa cháo và phát bánh mì miễn phí trong một tuần 4 buổi. Và chúng tôi có những cái suất cơm cho người nghèo, đặc biệt là những người đồng bào dân tộc thiểu số và kể cả bệnh nhân và người nhà, để làm sao người ta có những cái yên tâm để điều trị. Thì ngoài ra thì chúng tôi có những cái xây dựng cái tủ để quyên góp quần áo, nghĩa là ai có thì ủng hộ và ai cần thì lấy. Chuẩn bị đến Tết thì chúng tôi đã có cái xây dựng kế hoạch cụ thể, tức là vào ngày 30 Tết thì chúng tôi sẽ đến để chúc Tết toàn bộ cán bộ viên chức bệnh viện, và hai nữa là chúc Tết tặng quà và động viên tất cả bệnh nhân mà không có điều kiện ăn Tết ở nhà để làm sao tất cả mọi người đều có Tết.
Còn tại vùng cao Dền Thàng, huyện Bát Sát, với các em học sinh, ngày thứ bảy hôm nay rất đặc biệt. Thay cho về với gia đình nghỉ ngơi, các em ở lại trường để chào đón đoàn thiện nguyện lên thăm và tặng quà. Những phần quà đã sẻ chia phần nào những khó khăn với gia đình các em, cho những em nhỏ này có thêm động lực để đến trường. Qua các cái sự kết nối và được sự chia sẻ của các tổ chức cá nhân ấy, thì thứ nhất đối với học sinh đó là làm cho các em an tâm khi đến trường và được đó là thấy được sự quan tâm của nhà trường, của các tổ chức cá nhân trong xã hội. Cái thứ hai nữa là phụ huynh học sinh cũng thấy được là sự an tâm khi gửi con ở nhà trường, và cái đó cũng là để một cái giải pháp để nhà trường nâng cao cái tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng. Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh quan tâm thực hiện. Đặc biệt thời điểm cuối năm là dịp hàng loạt các hoạt động chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách được đẩy mạnh, góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người khi Tết đến xuân về. Với các địa bàn còn nhiều khó khăn, sự quan tâm giúp đỡ của các tấm lòng thiện nguyện như chúng tôi vừa đề cập ở trên có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Cấp ủy chính quyền địa phương bên cạnh nỗ lực huy động xã hội hóa cũng hết sức tạo điều kiện cho các đoàn thiện nguyện tới giúp đỡ những người dân trên địa bàn. Mình sẽ có dư là mình có hình ảnh là mình trao đổi, xong là thông qua các cái đồng chí mà giúp đỡ xã và một các cái đoàn từ thiện. Thực sự là nếu mà có các cái đoàn từ thiện mà lên hỗ trợ cho xã thì cấp ủy chính quyền là hết sức là tạo điều kiện và phối hợp để thực sự là cái món quà để trao cho học sinh cũng như là bà con là đến tận tay và để góp phần là xóa đói giảm nghèo, cũng là bất cho cái lá lành đùm lá rách. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đã được thực hiện tại khắp các địa bàn vùng cao của Lào Cai, góp phần sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hòa chung trong không khí đó, các đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng tham gia hăng hái tích cực nhất, với hàng loạt các chương trình thiện nguyện, các hoạt động thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, người uy tín trên địa bàn. Những ngày cuối tuần thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh của mùa đông vùng cao Lào Cai đã trở thành ngày gắn kết yêu thương. Những hoạt động mang giá trị vật chất tuy không lớn nhưng lại có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Với tinh thần là một đoàn viên thanh niên của phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, thì tôi rất vui mừng góp một phần quà nhỏ bé giúp cho các em học sinh nơi đây vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn, cố gắng học tập tốt. Thất Tết thì có các cái chương trình an sinh xã hội, có các cái chương trình hỗ trợ từ các cái nhà tổ chức, các cái nhà hảo tâm, từ các cái doanh nghiệp người ta hỗ trợ, người ta mang quà lên cho vùng cao, thì đoàn thì lúc nào cũng trong tình trạng là sẵn sàng trong mọi hoạt động để tương ứng và giúp đỡ cho các chương trình để mà trao tặng quà cho bà con nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại Lào Cai đang xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể cá nhân có tinh thần tương thân tương ái, cùng sẻ chia để vơi bớt khó khăn bất hạnh với những người có hoàn cảnh kém may mắn. Và trong không khí tất bật của mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón Tết cổ truyền, với tinh thần tương thân tương ái, các cá nhân đoàn thể, các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai lại dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ hòa chung vào không khí đón Tết đầm ấm với một niềm tin vững vàng hơn trong năm mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.